Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong hoạt động mua sắm để đón Tết trong an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc về việc tăng cường công tác chỉ đạo điều hành bình ổn giá thị trường, đảm bảo an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với các sở ngành liên quan, theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ Tết, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời những vụ buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thực hiện các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng mạng lưới kinh doanh, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng Tết cho nhân dân với giá cả hợp lý, kết hợp với việc kết nối cung cầu, đưa hàng Việt về nông thôn gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo các sở ban ngành quản lý chặt chẽ chi tiêu ngân sách, tổ chức tốt công tác cung ứng tiền mặt, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, bố trí đầy đủ phương tiện đi lại, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân vui xuân đón Tết. Cùng với việc không ngừng chú trọng công tác đầu tư, đổi mới dịch vụ sản phẩm, Lâm Đồng đã không ngừng đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến du lịch thông qua các hoạt động kết nối thị trường du lịch với các tỉnh thành trong cả nước như Huế, Kiên Giang.